xin chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Gia đình Tài Tử. Bây giờ thì tất cả các gia đình đang hồi hộp chờ đợi để chinh phục thử thách. Và chúc tất cả các gia đình tham dự chương trình ngày hôm nay thật may mắn. Quý vị cũng ủng hộ nha. Chúng ta vỗ tay thật lớn lên nào. Chào đón gia đình đầu tiên trong ngày hôm nay. Quá ngon, quá xuất sắc luôn quý vị ạ. À, thật sự là bún bò Huế chính là một trong những món ăn khoái khẩu của riêng Hoàng Rapper. Ngồi tại ngay một quán của vị trưởng quán cũng là người Huế luôn, quán bún bò Bà Hai, ngay tại khu vực đường Bến Vân Đồn, quận 4. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy cùng gặp gỡ ai là vị chủ nhân đã tạo nên món ăn rất ngon này nhé. Gia đình gốc Huế, sau khi hai bác là Hoàng Ngọc Biệt, 56 tuổi và Nguyễn Thị Đào, 54 tuổi đưa các con vào Nam lập nghiệp bằng kinh doanh món ăn gia truyền bún bò Huế. Kính thưa quý vị, và không ai khác, đây chính là bà Hai, chủ quán của quán bún bò Bà Hai ngay tại khu vực quận 4. Bà biết được cái công thức này được bao lâu rồi ạ? À? Lâu rồi. Dạ. Hồi bà vẫn còn tổng là hấp mấy 30 năm rồi, lâu rồi. Lâu lắm rồi, là gia truyền luôn chứ không bà? Gia truyền luôn. Gia truyền luôn. Và kính thưa quý vị, người đăng ký vào chương trình Gia đình Tài Tử của chúng tôi không phải là bà Hai, mà lại là một người cháu, và đó chính là bà cháu. Vì thời gian kinh doanh quán từ 5 giờ sáng đến 14 giờ trưa, nên cô cháu ngoại Trần Thị Tuyết Trang, 20 tuổi, sinh viên Đại học Công nghiệp Thực phẩm quyết định đăng ký và mong muốn ông bà cùng gia đình có thêm niềm vui sum họp, hạnh phúc sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bây giờ để mọi người đoán xem phần thử thách của mình là gì, mọi người tập trung vào món đậu cụ này con đưa ra nhé. Và đây chính là đậu cụ mà con đưa ra. Mọi người đoán xem mình sẽ làm gì với số lượng chén, dĩa và ly này ạ? Bà đoạn ép chung lên. Chắc có thể là xếp xen kẽ chẳng hạn. Xếp xen kẽ hả? Dạ, giống như ví dụ chén lên dĩa, xong rồi thêm vô cái ly, xong rồi chết chồng lên cao gì đó. Wow. Cái đó đúng khó luôn. Như vậy, chúc mừng em, chúc mừng gia đình đã đoán trúng. Đó chính là xếp chồng chén dĩa này. Và bây giờ Hoàng Rapper sẽ bấm giờ để cho mọi người thử xem mình hoàn thành được nhiệm vụ này với bộ chén, dĩa và ly. Rồi, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Dạ, úp. Đúng rồi. Đòi hỏi sự khéo léo của bà Hai rất là nhiều. Cố lên, cố lên. Đứng lên luôn, đứng lên luôn. Hay quá ngoại ô. Đứng lên luôn. 3. Hoàng Rapper xin được phép thông báo chúng ta hoàn thành được phần thử thách này là 50 giây. Wow, 50 giây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc kỹ thể lệ thử thách. Thử thách xếp chồng ly chén đĩa. Trong thời gian 2 phút 30 giây, người chơi phải xếp chồng ly chén đĩa theo mẫu, sau đó phải đứng vững trong thời gian 3 giây sau khi hoàn thành. Số lượng 8 bộ ly chén đĩa, thành viên tham gia 2 người. Đó, chúc cho gia đình mình xinh xá thành công. Dạ, cảm ơn em. Rồi, 1, 2, 3, yeah! Chào cả nhà. Ủa, nãy xem hình thiếu thiếu người ạ. À? Tại bà rất thích chương trình này. Bà cũng rất thích gặp anh Huyền Linh, nhưng mà nói tới gặp chắc hồi hộp hết thi luôn. Sợ hồi hộp thôi là tăng xong lên. Vậy còn ông hả? Ông thấy nay tình hình sao không? Kể ra thì coi như biết anh là coi sau khi anh học nghề điện ảnh bắt đầu ra trường. Là tôi đã theo dõi và đã có cái cảm tình mến với anh, nhưng chưa bao giờ được gặp anh. Còn fan hâm mộ từ xa xưa lắm nha, từ lúc còn đóng phim nữa. Dạ. Ông là gốc ở Huế à? Gốc ở Huế, quận Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tất nhiên là giáp giới với là quận Hải Lăng, Quảng Trị. Dạ đúng rồi, ở nơi đó là có những cái mùa bão lũ nó ngập rất là nhiều. Có hôm tụi con làm chương trình ở trong đó là chạy không kịp lũ luôn á. Dạ đúng rồi. Bởi vùng đất đó là Phong Điền là vùng đất rất là thấp đúng không? Dạ đúng, thấp trũng đó. Một năm như vậy thì Huế gánh chịu khoảng bao nhiêu cơn bão không, còn nhớ không? 3-4 cơn bão, nhưng mà nặng nhất là phải có một cơn bão, phải nặng nhất. Dạ còn trong tình yêu Huế thì bao giờ cũng đẹp đúng không? Dạ. Mình hát bài tình yêu của Huế đi. À lâu rồi tôi đến Huế mong mơ, tôi ôm ấp một tình yêu diệu ngọc,
vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lần trầm thơ. À, hay quá. Thấy ông bà mình tha thích chương trình quá, đăng ký đúng không? Mình tự tin gì ở thử thách của chương trình? Thưa chú, là lúc mà chương trình giao thử thách cho gia đình của con thì nói chung là cũng cảm thấy rất là sợ. Cũng hơi lo đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi anh cái bên là gì của gia đình? Em con rể của... Con rể anh làm công việc gì anh? Dạ em làm nghề tự do, làm bên điện nước anh. Rồi em cái bên là làm gì? Dạ em là con út của trong nhà. Ừ, phụ bán bún bò Huế hả? Dạ đúng rồi, hiện tại thì trong nhà có em là nối nghiệp bán bún. Đi thi mẹ không đi được nhưng mà có gửi vài lời nhắn nhủ. Tới đây mà gặp anh Quyền Linh thì phải có một món quà tặng cho anh Quyền Linh. Hay quá ta. Tại vì biết vợ của anh Quyền Linh cũng là người Huế, cho nên tặng cho anh Quyền Linh và gia đình một món bánh của người Huế, đó chính là bánh bột lọc. Cảm ơn ông rất nhiều, cho hội nóng hổi luôn. Nóng hổi luôn. Bánh bột lọc, tôm thịt. Cho xin có ý kiến anh Quyền Linh. Thơm quá. Chương trình này nếu như thật sự mà gia đình mà chiến thắng á, dạ, thì cũng mong gia đình của anh chị Quyền Linh ghé quán bún bò Bà Huế thưởng thức miễn phí. Còn nếu mà thất bại thì gia đình anh Quyền Linh phải ủng hộ cho quán bún bò. Đồng ý không ạ? Phải trả tiền á. Được. Trời ơi hay quá, mà tôi mong thắng không à. Thôi hồi thi xong rồi ăn. Dạ không ạ, à, bà hai không có dặn thi xong rồi ăn. Bà có dặn á, là trong lúc mà tụi con thi á, nhớ dặn anh Quyền Linh đừng có nói gì đó, lột bánh ngồi ăn thôi. Khi nào hết giờ thắng rồi cái anh Quyền Linh ra nói thôi. Còn nếu mà không thắng á, là hai người mà thi á, là về bắt ăn bún bò nguyên tháng luôn á. Dạ cảm ơn, mong rằng bữa nay thắng nha, để tới mang bún bò Huế. Chúng ta sẽ xem 7 ngày qua gia đình luyện tập như thế nào. Vừa chia tay sứ giả, gia đình bắt tay ngay vào tập luyện. Được sự ủng hộ nhiệt tình từ thực khách nên mới ngày đầu tiên tập luyện đã thành công. 1, 2, 3, 4. Nhưng hãy cùng xem lại, gia đình mình đã phạm luật. Luật thử thách chỉ có 2 thành viên, còn đây đến 5 thành viên cùng thực hiện. 7 ngày tiếp sau đây, gia đình phải dành cho lịch tập luyện thôi nào. Kết quả sau một hồi tập luyện là đây. Mệt mỏi vì toàn thất bại. Hôm nay cô Út, cháu bà hai biết gia đình tham gia nên cũng thử sức. Thử thách xếp chồng ly chén đĩa, chương trình đã sử dụng một lần và cũng được yêu cầu thực hiện ngay trên sàn. Nhưng cô Út nhà ta lại thực hiện trên bàn. Liệu với 8 bộ ly chén đĩa, cô Út sẽ xử lý thế nào đây? Leo lên ghế luôn, leo lên ghế luôn. Đó. Tiếng cười, tiếng nói giòn giả, tiếng trẻ em nô đùa hòa cùng tiếng ly chén đĩa khi rơi đổ. Một không khí náo nhiệt tưng bừng. Hôm nay, cuộc thi tuyển chọn cặp thi đấu bắt đầu. Ai ai cũng tham gia, từ ông ngoại 56 tuổi cho đến cháu nhỏ 6 tuổi. Nhưng xem ra, cặp dự thi này vẫn là tình cảm nhất. Đêm nay, chị Bình, mẹ của em Trang trưởng đoàn ra sức tập luyện. Tập bất chấp không gian địa điểm, ngay lúc cơm chiều cũng tập. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yeah! 7 ngày tập luyện là 7 ngày tập hợp đông đủ các thành viên. Dù nhà xa hay gần đều tập hợp tại nhà bà hai bán bún bò tập luyện. Dù công việc bận rộn hay bất cứ khó khăn gì, ông bà hai vẫn quyết tâm cùng con cháu chinh phục thử thách. Liệu hôm nay gia đình mình sẽ chiến thắng? Chúng ta đã tìm ra được bí quyết nào để chinh phục được thử thách?
Thứ nhất là phải bình tĩnh á. Cái thứ hai nữa là nó có 8 tầng. Thì quan trọng nhất là từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm là mình phải vững được 5 cái tầng đó. Đến tầng thứ 6, thứ 7, thứ 8 thì mình có thể là xê xích qua lại cũng không sao. Miễn sao nó đứng vững là được. Chúng ta bắt đầu chào đón thử thách. Thử thách xếp chồng ly chén dĩa. Trong thời gian quy định 2 phút 30 giây, người chơi phải xếp chồng ly chén dĩa theo mẫu, phải đứng vững trong thời gian 3 giây sau khi hoàn thành. Số lượng 8 bộ ly chén dĩa, thành viên tham gia 2 người. Bây giờ mình họp bàn coi cử ai tham gia. Dạ, ở nhà thì cũng đã tính trước rồi, cho nên là sẽ cử 2 người đàn ông, đó là chú và cũng như là cậu sẽ tham gia thử thách này. Mời hai thành viên được cử, chúng ta bước lên kiểm tra đầu cụ. Đúng rồi ha. Mời hai thành viên bước vào vị trí xuất phát. Kiên và Phúc, hai bạn hãy cố gắng tập trung hết sức mình để tôi được ăn bún bò Huế. Hai con cố gắng hết sức bình tĩnh để giành chiến thắng. Các bạn may mắn. Yes, cảm ơn con. Chúng ta sẵn sàng. Và bây giờ, thời gian 2 phút 30 giây bắt đầu. 8 bộ ly chén dĩa phải được xếp thành một tháp và tháp đó phải đứng 3 giây. Mình đã trải qua 30 giây rồi, còn 2 phút. Quan trọng là cái đế. Bộ thứ tư, thứ năm. Mình vẫn còn nhiều thời gian. 1 phút 10 giây. Bộ thứ năm. 6 7. Mình còn 45 giây. Chiến thắng đang đến rất gần với hai bạn. Mình còn 37 giây. Còn cái ly nhẹ nhàng, đừng thở. 29 giây. Hai mươi giây. Chỉnh lại. 15 giây. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Chúng ta sẽ có giải thưởng 1 triệu đồng để làm buổi tiệc liên hoan nho nhỏ. Con nhiều sức khỏe nha. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào tạm biệt. Còn bây giờ thì xin mời chúng ta sẽ tiếp tục với gia đình nào đây. Chào các bạn. Nico Lan Trinh đang có mặt tại chung cư Tân Hương ở Tân Phú. Và chúng ta sẽ đi thăm những nhân vật chính của gia đình tài tử ngày hôm nay. Hình như là nhà này đây các bạn ơi. Dạ, chào cả nhà. Dạ, có phải nhà của chú Chính không ạ? À, mời sư giả vào. Trưởng đoàn của gia đình là chú Nguyễn Văn Chính, 53 tuổi, hiện đang kinh doanh bất động sản. Vợ chú Chính là cô Huỳnh Thị Ngọc Phúc, 52 tuổi, làm nội trợ chăm lo cho cả nhà. Vợ chồng con trai đầu là anh Nguyễn Gia Hậu và chị Tống Khánh Trang, cả hai đều cùng làm trong lĩnh vực khách sạn. Con trai thứ hai, Nguyễn Gia Đức, 17 tuổi, hiện đang là học sinh. Ngoài ra còn có mẹ vợ chú Chính là bác Đậu Thị Nớp, 79 tuổi, từ Hóc Môn lên chơi. Cô Lan Trinh là sứ giả của chương trình Gia đình Tài Tử. Vâng. Sứ giả nữ duy nhất và được mệnh danh là sứ giả may mắn nhất. Dạ. Yeah. Sao cả nhà nghe thấy có vẻ không tin tưởng em? Thì biết trúng giải thưởng hay chưa nhưng mà rất là cảm ơn. Chúc mừng đó. Dạ. Vậy nhà mình hy vọng là trò chơi nó thuộc lĩnh vực gì? Nói chung thì khéo léo cũng được mà trí nhớ cũng được. Bật mí là trò chơi tập thể. Cần khá nhiều thành viên trong nhà cùng chơi với nhau. Dạ, mình cùng đoán nha. Với dụng cụ là đây.
chơi cho bên đũa rồi. Chơi bên đũa mà chơi tập thể giờ chơi làm sao? Rồi, kiểu là luyện qua luyện lại rồi. Bà ngoại luôn. 5 người rồi đó. Vậy là bây giờ 5 trái banh. 5 người, là phải tập thể cho 5 người rồi. Chính xác, 5 người chơi. Vậy mình chơi cái gì ạ? Luyện chập. Hoặc là ví dụ như có cái rổ hay cái gì đó mình liền bóng rổ kết hợp hai người để di chuyển banh vào một cái vật gì đó. Ui, bình thường anh Chính hay cho gia đình đoán lắm nhưng mà không có nhà nào đoán trúng. Đúng là thiên tài rồi. Gia đình anh em thấy hơi thiên tài đó. Bởi vì đoán khá đúng. Thử thách đánh bóng vào ống. Đạo cụ: ống nhựa đường kính 9 cm, dài 50 cm, bóng tennis, gậy bóng gôn và thảm. Luật chơi: gia đình chọn hai thành viên cầm ống lăn qua lăn lại để hướng bóng. Khoảng cách giữa hai người là 1,5 m. Số lượng: 3 thành viên đánh bóng. Khoảng cách giữa người đánh bóng và hướng bóng là 5 m. Gia đình có 3 lượt chơi, mỗi lượt có 3 lần do 3 người khác nhau đánh. Trong cùng một lượt, nếu có 2 trong 3 lần chơi thành công là chiến thắng. Nhìn cái ba lăng nè, cái độ lăn này nè. Phải nhìn. Ví dụ cái ống đang bên đây thì phải đánh bên kia kìa, ví dụ vậy đó. 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 Gần được rồi. Chú, bắt đầu. Hê. Hey. Đúng rồi đó. Đấy. Vô. Đó. Ê, hey, đấy. Trò chơi này thì nói chung là cũng thấy hơi khó nhưng mà rất là thú vị. Dạ, cả gia đình mình có quyết thắng không ạ? Rồi, vô. 1, 2, 3. Yeah. Xin chào lại gia đình của chúng ta. Mình quen trong cái trường hợp như thế nào hả anh? Trước đây là hai vợ chồng mình là làm việc tại Bungary. Thì bả thì ở xa mình là cách nhau 400 cây số lận. Dữ vậy đó hả? Nhưng mà cái tình cờ là cái bữa là kiểu như là cục đi chơi thế là nó là gặp nhau. Dạ. Gặp dạ. Nhau cái rồi kết nhau cùng quê hương. Nó đặc biệt là nó cùng Quảng Nam. Quảng Nam đó hả? Cho nên là thấy là bả nhỏ nhắn nhắn xinh xinh. Đó là mình quen luôn. Ảnh thấy chị nhỏ xinh xinh rồi quen, chị thấy anh sao? Nói chung là lúc đó thấy ảnh cũng biết lo làm ăn, thấy người này cũng đạo đức nữa. Dạ. Nếu mà ưng làm chồng thì cũng thấy được. Thôi bây giờ hai vợ chồng có 1 phút 30 giây nói tiếng buồn với nhau. Về đây cũng mười mấy năm lâu quá rồi. Quên bây giờ rồi. Nhớ cái gì nói cái đó, 1 phút 30 giây hai vợ chồng nói chừng nào nói hết mới hết nha. Dobro utro. Dobro den. Da ne. Tam tục. Da ne tam tục. Là cái từ da ne tam tục là. Nói đi tôi dịch cho. Nói xin nói hết đi. Tiếp tục đi. Dobro vecce. Biết chết liền, quên rồi. Trời ơi. Trời chào buổi tối cũng không biết nữa. Tiếng buồn mà con biết chết liền. Thôi giờ mình nhớ cái nụ hôn đầu tiên ở Bungary đi, trong một không gian như thế nào. Khi mà gặp được cái cô nàng này á, nó xin lỗi quý vị đó, cũng có thể rớt từ trên lầu 4 rớt xuống. Vì cái quy luật là bên cái block nữ là block người nam không cho vào. Khi mà từ 400 cây số mình lên mà bây giờ bảo vệ nó không cho vào thì mình làm sao? Rồi sao? Phải trèo. Thôi rồi. Trèo tường á. Trèo lầu 4 á hả? Trèo lầu 4. Dữ gì vậy hả? Chứ giờ làm sao giờ tới 4 đầu số không lại đi về. Nhưng mà block đó một phòng ở mấy người? Một phòng đó là có một phòng thì có lúc là 2 người, có lúc là 3 người. Nhưng bữa đó mấy người? Bữa đó 2 người đủ người đi rồi. Một cái mối tình cũng lâm ly, đúng là leo lên lầu 4 cũng hơi nguy hiểm ha. Dạ. Giờ nhớ lại nếu mà cho lại từ đầu có dám leo không? Bây giờ nghĩ là chắc không dám leo đâu, nguy hiểm quá đi. Bên đó nó lạnh lắm mà thấy tội quá, ở xa quá đó. Tới nên mình phải đáp trả tình cảm thôi. Nãy giờ nó núp sao rồi? Dạ, cũng xin giới thiệu đây là đứa em ruột ở ngầu quê, ở quê Quảng Nam. Là hiện nay em nó cũng vào đây. Thứ nhất là cũng tham gia chương trình. Và thứ hai thì cũng có một cái câu chuyện buồn, hơi buồn xí. Có đứa con mà ông đi bữa thứ nhiêu mà nãy ông về, vô ông tìm không được. Nên luôn dịp ông anh ông thăm do gia đình đệ tử. Nên em nhờ Hoài Linh và con Võ có biết không mà đâu rồi để... Tên gì chị? Nguyễn Đức Tự. Nguyễn Đức Tự hả? Được. Rồi thông qua chương trình thì khán giả nào chúng ta có thể biết được Nguyễn Đức Tự thì có thể liên lạc với gia đình ha. Hoặc liên lạc với chương trình gia đình đệ tử. Chúng tôi sẽ kết nối lại cùng với gia đình. Dạ. Xin cảm ơn chương trình nhiều. Trước khi đến với thử thách thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ xem phóng sự sau đây để xem họ luyện tập như thế nào. Ngay khi đón nhận thử thách,
gia đình ngay lập tức bắt tay vào tập luyện và hành lang chung cư được tận dụng tối đa. Một thử thách đòi hỏi sự phối hợp ăn ý, nhưng có vẻ điều đó không hề dễ dàng. Để tránh ảnh hưởng hàng xóm thì cách tốt nhất là chuyển vô nhà để tập luyện. Vô vô đâu có ra đâu tính. Rồi ra quá. Đặc thù công việc khiến việc tập luyện hiếm khi tập trung đủ các thành viên. Nhưng những điều đó không ngăn được tinh thần luyện tập của cả nhà. Ôi giời, chậm quá rồi ta. Cái gì? Đó. Vậy vậy đó, lâu lâu vô được. Lâu lâu nữa đó. Phải tá vô được con gái đó. Nếu mà dễ quá thì dễ ăn lượm đi. Cho đánh phải tá được. Trước ngày thi tài, cả nhà có phần lo lắng khi số lượt thành công không nhiều, nên càng phải tranh thủ tập luyện thêm. Và có lẽ những nỗ lực đó đã thành công. Yo. 7 ngày tập luyện với tinh thần gia đình tài tử, hào hứng, vui vẻ và đầy nhiệt huyết. Liệu rằng gia đình có giành được chiến thắng? Chúng ta vừa đến với 7 ngày luyện tập của cả nhà. Chúng ta sẽ chờ đón thử thách của chương trình. Thử thách đánh bóng vào ống. Đạo cụ ống nhựa đường kính 9cm, dài 50cm, bóng tennis, gậy, gôn. Gia đình chọn hai thành viên cầm ống lăn qua lăn lại để hứng bóng. Khoảng cách giữa hai người là 1,5m. Số lượng 3 thành viên đánh bóng, khoảng cách giữa người đánh bóng và hứng bóng là 5m. Gia đình có 3 lượt chơi, mỗi lượt có 3 lần do người khác nhau đánh. Trong cùng một lượt, nếu có 2 trong 3 lần chơi thành công là chiến thắng. Chúng ta đã nghe rõ luật chơi chưa? Nghe rõ. Rồi, xin mời gia đình. Chúng ta sẽ cử ra 5 người chơi. Chúng ta nói lên những cái cảm giác của mình khi lần đầu tiên đứng ở vị trí đó. Cũng mong là cuộc chơi sẽ thành công. Nó có hồi hộp như lần đầu tiên anh chị gặp nhau hay không? Cái lần đầu tiên nó hồi hộp cách khác, mà cái này hồi hộp cách khác. Nhưng mà nói vậy tới giờ đã là tham gia chương trình này thì cũng cố gắng phải thật bình tĩnh và tự tin để mà chiến thắng. Quyết tâm! Gia đình mình cố lên. Anh Chính, chị Ba cố lên. Ai sẽ là người đánh và hai người nào sẽ là người hứng? Đây là ba người, Chính, Phúc và Hậu. Còn là hứng bóng là Đức với Trang. Rồi, mời chúng ta về vị trí. Nhớ, chỉ cần trong một lượt 3 lần mà lọt hai trái qua lỗ là thắng. Chúng ta làm liên tục nha. Lượt thứ nhất bắt đầu. Chập. Anh đánh xà quá. Lần thứ hai của lượt thứ nhất. Cố gắng lên nha. Rất hay. Chỉ một lần nữa thôi là chúng ta nhận được 10 triệu đồng. Cố gắng lên em. Lượt thứ ba của lần thứ nhất. Xích qua đây xí con, xích qua bên này xí. Bắt đầu. Anh như vậy đi. Là một lượt đã trôi qua. Chúng ta sẽ tiếp tục với lượt thứ hai. Bắt đầu. Wow. Hay lắm con. Con trai rất là giỏi. Con đánh đi. Từ từ, cứ từ từ đánh. Cẩn thận. Tập trung hết sức mình. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đó. Còn một lần nữa. Hồi nổi ốc hết trơn rồi nè. Không sao. Chúng ta còn một lượt cuối cùng. Tập trung hết cho mình, đây là cuối cùng nha. Bắt đầu. Hay quá. Hay quá con trai.
Cố gắng lên nha. Chúng ta còn một lần nữa thôi. Bắt đầu. Tập trung hết sức mình. Hồi hộp quá. Ráng lên con. Ráng lên. Một lần nữa nha, lần cuối cùng. Lần thứ ba của lượt thứ ba. Cuối cùng. Bắt đầu. Chương trình. Và như vậy thì 10 triệu đồng thật là xứng đáng dành cho gia đình. Gia đình chúng tôi rất là cảm ơn cái chương trình gia đình tài tử này. Thứ nhất đó là tiền thưởng thì nó cũng dành cho gia đình, đó là rất là mừng. Nhưng mà được cái là gia đình đã vui vẻ với nhau trong một thời gian ngắn ngủi. Và bây giờ có tiền thưởng 10 triệu đồng sẽ thuộc về gia đình. Hấp dẫn quá. Giỏi lắm con. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã trải qua các chương trình tham gia thử thách của chương trình gia đình đệ tử. Quý vị xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.